chào các bạn lại trên đây. Và trước tiên để bắt đầu video này thì Trinh xin được đố các bạn một câu hỏi nho nhỏ. Đó chính là chiếc điện thoại đầu tiên nào của Samsung được hỗ trợ mạng 5G? Trinh nghĩ là đối với những bạn á, mà có tìm hiểu smartphone hoặc là Samsung á, thì sẽ biết ngay câu trả lời. Bởi vì đó chính là chiếc Samsung S10 5G. Thực ra đố cho vui thôi, chứ để chất hình trên bàn gì ai mà không biết đúng không? Như chúng ta đã biết thì con Samsung S10 5G này nó được ra mắt cùng với hai thiết kế khác cũng dòng S luôn, đó chính là S10 và S10 Plus. Tuy nhiên chiếc điện thoại Samsung S10 5G nó lại có những cái điểm nổi trội hơn và vượt trội hơn so với những chiếc điện thoại khác rất là nhiều. Đó chính là màn hình lớn với kích thước 6.7 inch cùng camera chính có đến 4 ống kính, viên pin khủng hơn và nó dùng chip Exynos 9820. Ngoài ra cũng có bản dùng chip Snapdragon 855 tùy vào thị trường. Và hệ điều hành của nó là hệ điều hành Android 9.0, cổng kết nối sạc USB Type-C, sắt cắm tai nghe 3.5mm và hỗ trợ 5G và một nano SIM. Pin của nó rất lớn lên tới 4.500mAh, lớn hơn rất nhiều so với 3.400 của Galaxy S10, có hỗ trợ sạc pin nhanh 25W và sạc nhanh không dây 15W. Và Samsung S10 5G thì nó có hai phiên bản bộ nhớ, đó chính là 256GB và 512GB. Mặc dù đã nâng cái dung lượng lên 256GB thay vì 128GB như là chiếc S10 hoặc là S10 Plus, nhưng mà đối với những khách hàng mà họ có nhu cầu sử dụng lưu trữ nhiều á, thì cái việc mà đầy bộ nhớ là không thể nào tránh khỏi. Chính vì vậy nên là có rất nhiều người muốn mua cái chiếc điện thoại Samsung S10 5G phiên bản 512GB. Và thiệt là may mắn khi mà tại Đức Huy Mobile thì lại có chiếc điện thoại với phiên bản bộ nhớ là 512GB. Tại cửa hàng của Đức Huy Mobile thì sẽ có hai màu đen và trắng cho cả hai phiên bản bộ nhớ là 256GB và 512GB. Và giá cả thì sẽ có giá tầm 16 triệu cho chiếc điện thoại với phiên bản 512GB và tầm 15 triệu cho chiếc điện thoại với phiên bản bộ nhớ là 256GB. Vậy thì tại sao nên mua Samsung S10 5G tại cửa hàng của Đức Huy Mobile? Thì khi mà xem tới đây thì nhiều bạn sẽ đặt ra câu hỏi là ở thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều cửa hàng bán điện thoại, thì Đức Huy Mobile có gì mà mình phải đến đây mua? Thì một vài thông tin sau đây có thể sẽ là lý do để bạn thay đổi suy nghĩ đó. Thứ nhất đó chính là giá rẻ. Nếu như mà đối với bạn nào đã từng mua điện thoại ở Đức Huy Mobile thì có thể thấy rằng điện thoại giá ở đây cực kỳ rẻ và rẻ hơn những cửa hàng rất khác rất là nhiều. Đặc biệt là chiếc Samsung S10 5G tại cửa hàng Đức Huy Mobile thì sẽ có giá rẻ hơn những cửa hàng trên thị trường tầm từ 1 đến 2 triệu và không phải cửa hàng nào cũng có giá ưu đãi như vậy. Thứ hai đó chính là chính sách trả góp. Thì tại Đức Huy Mobile sẽ có chính sách trả góp cho những người anh em hiện lành mà tạm thời chưa có tiền nhưng mà lại ao ước chiếc điện thoại đó quá rồi giờ không biết làm sao nữa, thì hãy đến với Đức Huy Mobile. Tại vì ở đây sẽ cho bạn có thể trả góp bằng hai cách. Thứ nhất đó chính là trả qua thẻ tín dụng và thứ hai là qua công ty tài chính. Tiếp theo đó chính là hình thức vận chuyển. Thì nếu như mà bạn đang ở một phương trời nào đó xa xôi lắm mà muốn mua cửa điện thoại của cửa hàng Đức Huy Mobile hoặc là muốn mua cái con này nè, thì Đức Huy Mobile sẽ vận chuyển đến tận tay của bạn một cách nhanh nhất và an toàn đảm bảo nhất. Và cuối cùng đó chính là hình thức bảo hành. Nếu như mà bạn mua một sản phẩm mới tại Đức Huy Mobile thì sẽ được bảo hành 12 tháng và được đổi trả trong vòng 15 ngày. Rất là ưu đãi luôn đúng không nào? Và coi đến đây thì có nhiều bạn sẽ thắc mắc cũng như là đặt ra câu hỏi là ủa sao điện thoại tại Đức Huy Mobile rẻ dữ vậy, có phải là hàng kém chất lượng không? Không phải đâu các bạn ơi, có hai nguyên nhân khiến cho điện thoại tại Đức Huy Mobile rẻ hơn nhiều cửa hàng khác. Thứ nhất đó chính là tại vì số lượng hàng nhập về Đức Huy Mobile rất là nhiều, chính vì vậy nên chúng tôi sẽ để lại cho bạn giá tốt nhất. Và thứ hai đó chính là Đức Huy Mobile đã có cái chính sách cũng như là chương trình và mong muốn đem đến cho khách hàng những chiếc điện thoại với giá phải chăng và tốt nhất để ai cũng có thể mua được điện thoại tại cửa hàng của Đức Huy Mobile. Chính vì vậy khi mà mua chiếc điện thoại S10 5G tại cửa hàng của Đức Huy Mobile thì các bạn hãy yên tâm về chất lượng, bởi vì cửa hàng sẽ đảm bảo cho bạn về chất lượng và full box hoàn toàn mới. Và vừa rồi là một vài thông tin về con Samsung S10 5G tại cửa hàng Đức Huy Mobile mà Trinh đã cung cấp cho các bạn. Nếu như mà các bạn có thắc mắc gì về quá trình mua hàng tại cửa hàng hoặc là những giá của những con nào thì hãy comment cho Trinh biết nha. Còn bây giờ thì đừng quên like video cũng như là subscribe kênh. Xin chào.